hôm nay Vũ đi lắp camera nhà Yến nha các bạn. Giờ đang chuẩn bị đồ ráp vô. Ta không cho quay chứ phải cho quay, Vũ quay chia sẻ cho các bạn xem. Ở trong nhà Yến là có hù nha các bạn. Mình đi phải có đèn. Camera lắp trong nhà Yến là để ta kiểm tra Yến về nhiều hay ít. Với kiểm tra cái có chim lạ vô. Chim lạ bay vô là Yến nó sợ, nó không về. Hôm nay là ngày 19 tháng 6 năm 2023. Camera trong nhà Yến là các bạn phải lắp giắt sáng nha các bạn. Giắt sáng là khi Yến nó đi ăn hết rồi. Có về ít một hai con buổi chiều mà nó mới về. Giờ mình cài đặt đầu ghi trước nha các bạn. Đi ra mình lắp vô cho nó lẹ.
quốc gia Việt Nam. Tiếp theo, tôi đã đồng ý với tất cả điều khoản. Đây là giờ là 7:41 nha các bạn. Vũ đã đặt mật khẩu xong rồi nha các bạn. Giờ là tiếp theo là mật khẩu khóa gì á. Rồi giờ tới mail, địa chỉ mail nha các bạn. Rồi đặt địa chỉ mail xong rồi. Ok. Chưa còn hỏi cuốn sách thiếu nhi yêu thích của bạn Doraemon. Tên đầu tiên của ông chủ đầu tiên của bạn. Trái cây bạn yêu thích. Cam. Ok. Cảm ơn các bạn đã sử dụng sản phẩm của chúng tôi. Rồi xong rồi nha các bạn. Rồi 7:43 ngày 19 tháng 6 năm 2023. Rồi giờ mình đi lắp thôi. Xong này nó tối hù rồi nha các bạn. Chỉ có nghe tiếng chim yến con kêu. Bắt được con thứ hai nha các bạn. Con thứ hai này thì ngay chỗ cái cửa ra vào thành ra có sáng nha các bạn. Rồi vô gắn xong con này, con số 3 nha các bạn. Con này nó quản lý ngoài cái cửa. Cửa yến vô nha các bạn. Rồi mình điều chỉnh xong rồi, giờ mình xuống nha các bạn. Đây, con này là con số 4 đã hoàn thành.